Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong 2 ngày 6 và 7 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tân An tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trương Văn Tọ đến dự. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 59 người và 13 đại biểu chính thức, hai đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên. Bà Mai Thị Xuân Phương tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tân An, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, hai chương trình đột phá với các chỉ tiêu cụ thể như duy trì hàng năm 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Hàng năm, mỗi khi dân cư có ít nhất một công trình hoặc phần diệt điển hình tiêu biểu, Phấn đấu đến cuối năm 2025, cơ bản xóa nhà tạm nhà dột nát cho người dân có điều kiện trên địa bàn. Dịp này, đại hội đã biểu dương khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024. Hội đồng Nhân dân quyện Cần Chuột khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Nội dung phiên giải trình tập trung vào các vấn đề như tiến độ triển khai việc thực hiện chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn quyền, việc chấp hành pháp luật trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, các trường học, kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn quyền. Đồng thời, đại biểu yêu cầu Quỹ ban nhân dân làm rõ giải pháp để đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đúng theo tiến độ đã cam kết nhằm ổn định cuộc sống của người dân trong dùng dự án. Quyền quỹ Cần đứ tổ chức hội nghị ban tổ chức và các tiểu ban đại hội đảng bộ quyện nhiệm kỳ 2025-2030 thực hiện hướng dẫn của ban tổ chức tỉnh ủy về việc thành lập ban tổ chức đại hội các tiểu bang và các tổ giúp việc đại hội đảng bộ cấp quyện nhiệm kỳ 2025-2030 để chuẩn bị tốt cho đại hội đại biểu đảng bộ quyện khóa 13. Quyền quỹ Cần Đức đã có quyết định thành lập ban tổ chức đại hội gồm 15 thành viên do bí thư quyền quỹ làm trưởng ban, đồng thời thành lập 3 tiểu bang gồm tiểu bang dân kiện, tiểu bang nhân sự và tiểu bang phục vụ. Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ thành phố Tân An sơ kết 5 năm thực hiện nghị định số 21 của chính phủ về khu vực phòng thủ. Qua 5 năm thực hiện nghị định số 21 của chính phủ, thành phố đã quan tâm công tác xây dựng đảng, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh, triển khai các phương án tác chiến đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng thủ dân sự theo các tình huống có tính chủ động cao, qua đó giữ dự vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Hưng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao căn nhà tình nghĩa quân dân năm 2024 cho gia đình bà Nguyễn Thị Quý tại xã Chính Châu A. Sau hơn 2 tháng thi công xây dựng, đến nay căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 230 triệu đồng, trong đó ban chỉ huy quân sự huyện vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do thân nhân gia đình đóng góp thêm. quyền chính hưng tổ chức trao hai căn nhà đại đoàn kết cho hai hộ dân tại xã thái bình trung tổng trị giá mỗi căn 60 triệu đồng do ban dân vận tỉnh ủy dân đồng công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ nhà đất phú tân hưng huyện cần duộc và ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam tỉnh long an hỗ trợ đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực giúp các hộ nghèo yên tâm lao động sản xuất Bằng nhiều cách làm hiệu quả sáng tạo thời gian qua, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Long An luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào thi đua của địa phương, đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Sau khi xuất ngũ vào năm 1987, cựu chiến binh Lê Văn Tưởng ở xã Bình Quà Tây của huyện Bộc Quá vẫn luôn tích cực tham gia vận động người dân xây dựng nông thôn mới. Tính từ độ năm đến nay, ông Tưởng đã dẫn động xây dựng sửa chữa hơn hai công trình cầu trường với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng thì hình như là từ trên 10 năm nay hoặc 15 năm nay chưa có một cái vấn đề gì mà dân ở đây địa phương này ấp đi nói riêng ấp vào vô thì chưa có một người dân nào trợ mà 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 kiến nghị về trên cái chương trình này không đúng hay là có kiểu nại kiểu kiện gì hết. Thì thành thật mà nói ở đây cũng được hơn có cái là nhờ Đảng rồi cũng đến đây hỗ trợ rồi chính quyền là hoặc bất cứ người dân ủng hộ theo cái chương trình đó cho nên mới thành công được như ngày hôm nay. Về chú tưởng thì nói chung là một người rất là năng động rồi sáng tạo rồi dám nghĩ dám làm luôn đề xuất những cái việc khó khăn của ấp của chi hội ấp á nói chung là chú là một người là có uy tín trong dân rồi là có kinh nghiệm lâu năm rồi đến vận động các cái chủ trương chính sách của đảng góp phần xây dựng nông thôn mới cho địa phương á là chú luôn luôn đi đầu gương mẫu Tại thành phố Tân An, Hội Cựu Chiến binh cũng đã vận động hội viên và người dân tham gia hiến hơn 250 mét vuông đất, tổng số tiền đóng góp gần 450 triệu đồng trong xây dựng nông thôn mới đô trị trang Minh. Ngoài ra, hội đã vận động hỗ trợ cho hội viên xây mới một căn nhà tình nghĩa, bốn nhà đồng đội trị giá 450 triệu đồng. Thì hiện giờ đang tiếp tục cố gắng phấn đấu sẽ đạt được 100% là xã nông thôn mới nâng cao thì ở đây nói chung là uh, xây dựng xã nông thôn mới, mới nâng cao thì uh, các đồng chí biết rằng uh, phải tập trung làm rất nhiều việc các tiêu chí phải đạt đủ ở trên xuống kiểm tra mà đạt đủ được mới, mới mới, mới chấp nhận thì trong đó thì gồm có vệ sinh môi trường rồi rác thải rồi trồng cây xanh rồi tự dân hiến đất thì nhà nước đầu tư để làm để là mở rộng các con đường hẻm hốc ra để đạt chuẩn thông mới trong thời gian tới Hội cựu chiến binh tỉnh Long An hiện có hơn 21.000 hội viên, mỗi hội viên đều ý thức được trách nhiệm của mình đối với xã hội, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh đã hiến hơn 300.000 mét vuông đất, tham gia hơn 3.000 ngày công sửa chữa, làm sạch đẹp đường giao thông, lắp đặt gần 1.000 bóng đèn, trong gần 500 cây xanh. À, thời gian qua thì hưởng ứng với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh thì đã triển khai thực hiện nhiều công trình, nhiều cái phần việc cụ thể phù hợp với cái tình hình thực tế của địa phương và khả năng của hội. Ở mặt khác, các cấp hội đã vận động các cái nguồn hỗ trợ xây dựng 18 căn nhà tình nghĩa, 28 căn nhà đồng đội, sửa chữa 17 căn nhà tình thương một trăm trăm chi hội ở cơ sở thì đều đảm nhận cái tuyến đường cựu chiến binh tự hoạt. bên cạnh đó thì hội cũng tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận cái nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội để mở rộng sản xuất giải quyết việc làm Bên cạnh đó, hội viên hội cựu chiến binh còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần gìn giữ cuộc sống người dân ngày càng phát triển hơn. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An yêu cầu các đơn vị của ngành giao thông tăng cường các giải pháp đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn phục vụ kỳ thi tuyển sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tăng cường công tác kiểm tra cầu đường, đề xuất sửa chữa kịp thời các hư hỏng của cầu đường, đảm bảo an toàn giao thông hệ thống báo hiệu đường bộ phải đầy đủ rõ ràng chủ động ra soát phát hiện và xử lý kịp thời các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đảm bảo phục vụ sự đi lại của người dân và học sinh trong quá trình đi thi được an toàn và thuận tiện đồng thời đảm bảo an toàn điều tiết giao thông tại các cổng trường học nơi tổ chức kỳ thi xây dựng phương án không để xảy ra ủng tắc giao thông làm ảnh hưởng đến việc tổ chức kỳ thi phối hợp các trường chính quyền địa phương bảo đảm tốt việc đi lại cho cán bộ giáo viên và học sinh trong thời gian tổ chức kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 9 quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thông tư quy định rõ các cơ sở giáo dục phải công khai các khoản thu và mức thu đối với người học bao gồm học phí lệ phí tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí lệ phí nếu có trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh dự tuyển công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn giảm học phí học bổng đối với người học các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính ngân sách kế toán kiểm toán và dân chủ cơ sở Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 chính thức diễn ra từ ngày hôm nay 8 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 tại khu vực cảng sông Hàn, hứa hẹn mang đến những bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn cho du khách. Theo đó, địa điểm tốt nhất để khán giả có thể bao quát tất cả các màn tranh tài chính là kháng đài chính và sân khấu tại dĩa hè đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực bắn. Với sức chứa hơn 10.000 chỗ ngồi, du khách không cần phải chen lấn mà vẫn có thể thư thái thưởng thức các màn trình diễn âm nhạc và pháo hoa, với mức giá từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng cho năm hàng ghế kháng đài. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn vừa có quyết định phê duyệt đề án phát triển khu du lịch Ba Bể thành khu du lịch quốc gia giai đoạn 2022-2030 định hướng đến năm 2050. Theo đó, hình thành khu du lịch Ba Bể bao gồm cả các khu vực tài nguyên du lịch và dịch vụ liên quan, không chỉ gói gọn trong khu vực vườn quốc gia Ba Bể và danh lam thắng cảnh quốc gia Hồ Ba Bể. Để được công nhận là khu du lịch quốc gia, Ba Bể cần đạt các tiêu chí theo luật du lịch, Bao gồm tiêu chí về cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch, an toàn và bảo vệ môi trường. Phát triển du lịch Ba Bể cần đảm bảo tính bền vững như bảo vệ các yếu tố di tích danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể, bảo vệ rừng quốc gia, môi trường và hệ sinh thái, cải thiện đời sống của cộng đồng dân cư địa phương, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Năm 2004, vườn quốc gia Ba Bể được công nhận là di sản thiên nhiên của ASEAN. Tòa phúc thẩm bang Sóc Mỹ đã tạm dừng xét xử vụ án của Tổng thống Donald Trump can thiệp bầu cử tại bang này hồi năm 2020. Điều này đồng nghĩa với việc phán quyết cuối cùng về vụ án sẽ khó có thể được đưa ra trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Lý giải về quyết định tạm dừng xét xử, Tòa phúc thẩm bang Sóc cho biết cần xem xét lại phán quyết của tòa cấp dưới cũng như quyết định xem liệu có cho phép bà Fanny Willis trưởng công tố Hà Fulton tiếp tục tham gia truy tố vụ án này hay không. Trước đó, ông Donald Trump cùng một số bị cáo đã yêu cầu loại bà Willis khỏi vụ án liên quan tới quan hệ không phù hợp giữa bà và ông Nathan Quay, cựu công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ án này. Tuy nhiên, thẩm phán tòa án Hà Fulton dẫn cho phép bà Willis tiếp tục được truy tố vụ này nếu ông Quay từ chức. Ông Quay đã từ chức ngay sau đó, sau ông Trump cùng với các đồng bị cáo hội tháng 3 đã khiếu nại quyết định trên. Theo một nghiên cứu mới đây trên tạp chí khoa học và công nghệ môi trường, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam đang đứng đầu về mức độ hấp thụ hạt vi nhựa trên toàn cầu, bắt nguồn từ việc tiêu thụ nhiều hải sản. Nghiên cứu chỉ ra trung bình mỗi người Malaysia ăn khoảng 502,3 mg vi nhựa mỗi ngày, cao nhất trong số 109 quốc gia được khảo sát. Đáng chú ý hơn 50% lượng tiêu thụ vi nhựa của Malaysia đến từ cá. Malaysia cũng nằm trong số 10 quốc gia hết phải hạt vi nhựa nhiều nhất, ước tính khoảng 494.000 hạt vi nhựa mỗi ngày trên đầu người. Cùng với Malaysia, các quốc gia đang trải qua quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng như Indonesia, Philippines và Việt Nam cũng dẫn đầu về mức độ hấp thụ vi nhựa trên toàn cầu. Theo các nhà nghiên cứu, việc loại bỏ 90% rác thải nhựa trên toàn cầu có thể giúp giảm hơn 48% lượng vi nhựa hấp thụ vào cơ thể ở các nước Đông Nam Á. Shibuya và Shinjuku, hai quận nhộn nhịp nhất thủ đô Tokyo của Nhật Bản và là tụ điểm giải trí yêu thích của giới trẻ, đang siết chặt quy định để loại trừ hoạt động uống rượu trên đường phố giống đang ảnh hưởng đến an ninh và hoạt động kinh doanh tại đây. Cụ thể, quận Shibuya có kế hoạch mở rộng lệnh cấm uống rượu trên đường phố trong cả năm, trong khi quận Shinjuku trước mắt muốn ứng phó với tình trạng tụ tập dịp Halloween. Quận Shibuya sẽ cấm uống rượu trên đường phố từ 6 giờ chiều đến 5 giờ sáng và tập trung vào một số khu vực mục tiêu. Đề xuất này dự kiến được thông qua vào ngày 17 tháng 6 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 người vi phạm sẽ không bị xử phạt, nhưng sắc lệnh mới sẽ trao cho cơ quan chức năng thêm quyền để trực tiếp yêu cầu người dân hạn chế uống rượu trên đường phố. Trong khi đó, quận Shinjuku sẽ cấm uống rượu trên đường phố và trong các công viên trong dịp Halloween. Mục tiêu là ban hành sắc lệnh vào ngày 21 tháng 6 để lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, với hy vọng giảm số vụ tai nạn do tập trung đông người và sai rượu. đốc bang New York, Mỹ đã ra lệnh dừng vô thời hạn kế hoạch thu phí đối với các xe đi vào khu thương mại của quận trung tâm Manhattan, vốn được dự kiến bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 tới đây. Theo kế hoạch, các phương tiện chở khách sẽ bị tính phí 15 đô la Mỹ một ngày khi đi vào khu vực phía nam phố 60 của quận Manhattan, trung tâm tài chính thương mại của thành phố. Tuy nhiên, chỉ vài tuần trước khi chính thức thực thi, thống đốc New York bà Kathy Hochul đã tuyên bố tạm dừng chương trình này vô thời hạn. Thành phố New York là nơi có giao thông tắc nghẽn nhất tại Mỹ. Mỗi ngày có tới hơn 900.000 phương tiện đi vào khu thương mại trung tâm Manhattan. Những đoạn tóc bị cắt đi tưởng vô dụng, nhưng lại có thể trở thành một công cụ đắc lực để bảo vệ môi trường. Tại Chile, một dự án đang triển khai dùng tóc bỏ đi và lông vật nuôi để làm sạch các vết dầu loan trong nguồn nước. Và tại bờ biển nước này, Kết quả cho thấy nhiều bất ngờ. Nhóm nhà khoa học này đã sử dụng các thiết bị dạng ống mà họ gọi là cần cẩu, được làm bằng lưới và chứa đầy tóc bên trong để thấm hút dầu trong các hồ, suối, bờ biển. Các thành viên của dự án cũng dệt tóc thành những tấm thảm để làm lưới lọc. Nhờ dao đặc tính sót tự nhiên của tóc, thiết bị này có thể làm sạch nguồn nước khỏi dầu, kim loại nặng hay thậm chí là vi khuẩn. Tại thị trấn Laguna Verde, nhóm đã đặt 4 phao và một tấm thảm tóc vào dòng nước đổ ra biển từ một nhà máy. Hiện dự án đang hợp tác với các thẩm mỹ viện trên khắp Chile để thu thập tóc. Nhóm các nhà khoa học cũng đang thực hiện một dự án tương tự mang tên Agrobelo, tận dụng tóc trộn trong lớp đất giúp làm giảm sự bốc hơi của nước.